Kính chào quý vị đã đến với chương trình Việt Nam Hùng Cường hôm nay. Kính thưa quý vị, GDP của Việt Nam trong năm 2021 sẽ tăng thêm khoảng 6% và đi kèm với đó là thu nhập bình quân đầu người cũng sẽ đạt khoảng 3.700 đô la Mỹ trên người. Đây là hai trong số những chỉ tiêu kinh tế nằm trong bản báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Trước khi đi vào tìm hiểu thông tin này, quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Theo đó, sau khi đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong năm 2020, báo cáo của Chính phủ đưa ra những dự báo cho năm tiếp theo, 2021. Đồng thời, Chính phủ cũng dự kiến 12 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được trong năm 2021, đó là các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, tổng sản phẩm trong nước GDP tăng khoảng 6% so với năm 2020. Quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 đô la Mỹ trên người. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4%. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng khoảng 45-47%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%. Các chỉ tiêu chủ yếu về xã hội. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 66%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 91%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 1 đến 1,5 điểm phần trăm so với năm 2020. Các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường. Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên 90%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên 87%. Có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%. Tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%.